một chùm lăng xê dính hai con cá rảnh luôn, một con bự con nhỏ luôn này cả nhà. Mới vừa xuống câu. Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ trải nghiệm câu cá sông tiếp nha cả nhà. Thì hôm nay mình về quê thì ở trước cửa nhà mình có một con sông. Thì ở ngoài này mình cũng có anh hai ảnh có gào dây cho nên mình không có câu ở ngoài xa được, cho nên bây giờ mình sẽ quăng cặp mé này kiếm cá mè này kia đồ nha cả nhà. Rồi ok, thì một ngày mới thì mình cũng xin chúc cho cả nhà có thật là nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi thì đây thì cần thì mình cũng đã xuống rồi nha cả nhà. Đây còn một cần nó chưa xuống nha, thì bây giờ ba cần mình xuống trước hai cần rồi, thì một cần nữa mình chuẩn bị mình xuống luôn là ba cần nha, để xem một hồi có con cá gì cắn câu không nha cả nhà. Rồi ok, bây giờ thì cả nhà có yêu mến kênh Câu Săn TV, cả nhà hãy để lại cho mình một like với một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì mình cũng xin tạm ngừng máy, khi nào cá cắn câu rồi mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha. Rất cây chỏi luôn rồi. Một chùm lăng xê dính hai con cá rảnh luôn, một con bự con nhỏ luôn này cả nhà. Dính được hai con thì khá là ngon luôn nha cả nhà. Ôi trời con cá. Đây mình một chùm nho 6 lưỡi mà dính hai lưỡi hai con. Ý một chùm lăng xê chứ. Ha. Ở đây mình xài một chùm lăng xê 6 lưỡi thì dính được hai lưỡi hai con nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ gỡ hai con này mình gọng rồi mình sẽ xuống câu tiếp nha cả nhà. Ngon. Sảy luôn nha cả nhà. Con hồi nãy chắc cũng cỡ bằng tay á. Khá là to luôn. Cây màu cam tiếp tục ăn cả nhà. Hôm nay câu là cá giật không kịp luôn cả nhà. Cá còn là cá mè dẫm với cá mè dính nha. Mới vừa định báo cá nữa, nó được ba con mè dảnh một con mè dinh, thì bây giờ thì được thêm một con cá mè dảnh nha cả nhà. Đây mới vừa định nói là ngồi câu chút xíu nữa mà cá tan thì thôi cuốn câu nghỉ sớm, mà ai về đâu thì lôi quần quần cây câu.
tiếp tục nhỏ thôi. Gắn cái chuông cho thêm cái sự hấp dẫn của cá nó cắn câu. Với một phần nhiều khi mình lo ở trên bờ mình quên xử lý, cá nó kéo mình không biết, cho nên mình gắn chuông cho chuông nó báo, cho nên mình sẽ dễ biết hơn để giật cá nha cả nhà. Còn ban đêm thì gắn thêm một cái phao đèn để cho nó sáng sáng, nhìn cho nó thấy hấp dẫn. Con này sảy rồi cả nhà. Kéo banh hết cục suốt luôn mà nó không dính. Còn cây này đang kéo thẳng dây. Để mình xuống cây này rồi cái mình thăm tiếp cây kia coi. Thấy nó kéo thẳng dây quá. Đang lôi út út gì luôn mà giật không giúp con cá. Rồi. Rồi sớm giờ kiếm được mấy con gì là cũng ngon cơm rồi nha cả nhà. Cũng đỡ hơn mấy ngày đi câu bị mốn nha. Đi câu mà có cá ăn gì là vui rồi.
có động cái nhà nó đó. Tiếp tục một con cá mè dảnh, con cũng khá to luôn nha, nó lôi một cái là bằng gốc cây cần câu luôn cả nhà, quá đã rồi. Nó ghĩa tưởng là cá nhỏ chứ bây giờ cũng khá to nha, cây cần câu mới lôi bằng gốc luôn. Con thứ sáu nha cả nhà. Rồi bữa nay là coi như là hết món rồi nha. Tiếp tục mình gọng thôi. Thấy lôi bằng gốc cây câu luôn, tưởng đâu cá to dữ lắm mà. Ai về là cá mè dảnh nữa. Hôm nay ngon cơm mày cả nhà ơi, cứ lai gai cá mè dảnh, cứ vô lai gai gì hoài rồi. Bộ ngon này nha. Đi câu cá mè làm như nó ngon cơm hơn đi săn cá tra nha cả nhà. Đi săn cá tra ngồi nhiều khi ngồi mấy ngày liên tục mà không có con cá nào ăn luôn. Mới vừa xuống cái cành kia, cành này nó cũng lôi luôn nha cả nhà. Mới vừa xuống cành kia, cành này nó lôi tiếp. Nó lôi tới cỡ đó luôn mà sảy được á. Con ta cá này chắc cũng to như cái nhà. Lôi tới cỡ đó luôn mà sảy. Tiếc thật. Làm lại thôi. Xuống không kịp nó kéo. Chứ phải chi là mình xuống nhanh một chút xíu nó mình đóng. Mình đóng sớm là dính này. Xuống nhanh sợ nó trượt trời chân nó té xuống là lặn xuống mò cá luôn.
đúng không bắt được. Nó mới lôi gheo chuông luôn. Lôi cỡ đó luôn mà không dính con cá. Giờ phải ngâm tiếp, đợi thời cơ tiếp thôi cả nhà. Rồi xong. Rồi anh em thì từ khi hồi nãy mà xảy cái con cá bự đó thì giờ nó cũng hơi im ru rồi. Thì thôi bây giờ mình cũng cuốn câu mình về nha cả nhà. Thì hôm nay cũng được là 6 con. Được 6 con, một con cá mè dinh khá là to với 5 con cá mè rảnh nha. Rồi thì bây giờ thì mình cũng tạm ngưng cuộc hành trình bữa nay thôi. Rồi mai mốt gì đó mình sẽ ra mình câu tiếp nha. Còn bây giờ thì cả nhà có yêu mến kênh Câu Săn TV, cả nhà hãy để lại cho mình một like với một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Để mình có nhiều cái động lực làm những cái video kế tiếp về săn bắt ở sông nước miền Tây gửi đến cho cả nhà cùng xem nha. Rồi. Hẹn bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha.